Bị sao? Dạ em bị thì cũng 4 năm hồi trước em bị thần kinh tọa. Cái tay một năm hơn một năm ngoái là em trèo cây em thấy em té từ chiều cao chắc cỡ hơn 4 mét là ngồi bệt xuống đất luôn. Rồi bắt đầu về làm sau mà lúc đó em chụp phim là kêu chỉ bị chấn thương nhẹ đúng không? Tự nhiên cách đây khoảng chừng gần 2 tháng là em đau đến nỗi mà em đi nhà trên xuống nhà dưới là em chỉ bò em bị như thường đi không có đi được luôn. Rồi xin lỗi đi vệ sinh là phải ngồi bằng cái bô mà kê cao nhưng không có ngồi ổn được luôn. Rồi tắm xong rồi mặc quần là không có vậy phải bị một tay vô tường rồi một tháng mặc được. Là hôm bữa đau một đêm em đau quá em phải uống thuốc giảm đau ta chốt viên đã uống chặt nó hết ok. Dạ rồi hiện nay là bây giờ còn đau thắt lưng này từ đây bên đau xuống gặp dọc bằng chân đau xuống đây tê cái da bàn chân này luôn. Hiểu rồi. Giờ hôm bữa là em đi thẳng bình thường mà nay là bữa hôm em qua bên châm cứu thì người ta kêu cởi áo lưng là tự nhiên cái lưng này là kêu người ta nói là cột sống nó cong một bên rồi chứ không bị cong. Đứng về coi nó cong cái này cong thiệt cong cong bẹo cong bẹo cong thiệt bẹo hẳn chắc lễ rồi đủ thứ rồi ha. Dạ. Rồi em đi lại thử coi mọi người tránh giùm cho cái đường đừng có rồi đi cho đi qua thứ luôn bên kia luôn. À, đi ra cửa đi không đi bữa làm đi bình thường mà nay em đi là nó cứ cảm giác nó cứ nghiêng nghiêng về bên phải nghiêng nghiêng nhưng mà em thí dụ như em chạy được không chạy là nó không chạy được nhiều chạy thôi phải chạy thử cái kiểu đó đẹp á chạy cảm giác nó thốn rồi cứ chạy qua kia đi cứ chạy qua kia đi rồi chạy qua đây đó à, nó chạy nhảy nhúng nhảy nhúng vậy đó chạy thêm lần cái nữa đi tao quay phim chút xíu là mất kỳ kiểu rồi. Rồi ơi mẹ ông ơi thôi được rồi à, đẹp lắm rồi bây giờ em ngồi đỡ đây đi ngồi đỡ đây chút này đi à, đi làm cho cô này hết chứ qua đây đi em đang dài hả giờ từ hay yêu đừng có đánh gắn quá thế mọi người thấy không thấy nó lưng nó đau á lưng nhỏ đó đó rồi em vô ở ra đó tốt quá chào em nào mà chịu thích học cái này á thì chịu khó học cái lớp buổi chiều nữa rồi cái là tuần sau là tôi trực tiếp dạy cho cái lớp ba kỹ tầng hai để mọi người được tham gia cái này rồi em cho nhìn chút nhìn cái mặt cái nó không đau được rồi mà mặt nó coi tươi tỉnh không có gì rồi ngồi lên giữ một người giữ chân người đó người này nhìn đây nha ok nằm thẳng ra người cong quẹo vậy rồi thả lỏng ra hít thở nhẹ nhàng nè ok chào đã rồi bây giờ thấy người hơi thẳng ra chút nè rồi bây giờ cảm giác sao khi mình kéo cánh hả rồi quay qua thấy có bước nào không giờ có nghe bước nào không mềm người thả lỏng ra nghe chưa khó làm cơ rốt gãy xương rồi quay qua đây thả lỏng ra đừng có sợ rồi mềm người thả lỏng ra đó vậy đó đừng sợ nó căng đi phải không cứ ngay người liền nữa. Rồi em rồi đau chưa chân nào? Chị nói quay mặt chưa kia đi. Rồi đùi ra đây chút đó. Nó đều ra chút xíu cái người thẳng đó nằm ở đây xíu nằm vào tay này đó ok đây đây rồi
Khoan nha. 1 2 3. Mạnh lên nha. Chưa mạnh. 1 2 3. Nữa cái nữa. Rồi. 1 2 3. Rồi, nằm lại. Nằm thẳng lại coi. Nghe thẳng lại coi. Cũng quẹo quẹo vậy nè. Đưa đi sang người coi, nó quẹo dữ vậy. Nên cũng còn quẹo quẹo vậy. Về chịu khó đi chờ đá nha. Rồi bê người ra. Đúng rồi. Rồi, quay đầu lại. Bên này người dưới. Tới đây mà không có ngủ bội tâm tinh nó buồn. Bây giờ nó xây đỡ ngon rồi đó. Xuống đi. Rồi. Tới giờ thầy cũng chế. Cái giấy đâu? Chị cô bây giờ lấy miếng giấy để đây. Ok, rồi vậy đi. Rồi, trước hết thì có cảm và tưởng sanh, xin qua chút. Rồi. Nó không còn thấy dướng dướng này ha. Rồi, bây giờ chưa, bây giờ mọi người tránh cho em đi. Rồi. Cảm giác cũng bình thường rồi. Không có bị nghiêng nghiêng nữa. Bây giờ đi đi nặng. Dạ, bình thường thôi. Bây giờ em chạy là khác rồi, không có giống nãy đâu. Em đi. Nhanh 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 nhanh. Cái nữa cho nó trước. Rồi, ok. Rồi, lát chùm lại. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.